Kem thân mến, hôm trước thầy đã hướng dẫn, thầy đã đăng cái đề số 5 và đề số 6 cùng với đáp án để các em tự làm, sau đó thì các em sẽ tự chấm xem được các em bao nhiêu điểm. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chi tiết, thầy sẽ giải chi tiết cái đề số 5 để hy vọng rằng các em thật hiểu. Sau đó thì các em sẽ tự làm lại những cái phần mà các em còn vướng mắc. Thầy hy vọng rằng sau khi các em quan sát cái video này, các em xem video này, các em sẽ hiểu bài và các em sẽ làm đi làm lại cái đề này để các em đạt kết quả cao nhất. Sau đây thầy sẽ vào bài. Đề số 5. Đề 5, câu 1. Câu 1 đó là hoàn thành phương trình hóa học sau. Hoàn thành phương trình hóa học sau. Chúng ta xét câu A, đó là CH4 cộng O2. Đây chính là phản ứng đốt cháy của khí metan. Theo học khí metan có rất nhiều tính chất. Ở trong đó thì có phản ứng thế với clo và phản ứng đốt cháy. Ok, thế thì CH4 cộng O2 về nguyên tắc là CH. Đấy, có C và H tác dụng O2 thì nó sẽ thành cái oxit của nó thôi. C thì gắn với O để thành CO2. Thế còn H gắn với O để thành H2O. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách cân bằng nhé. Chúng ta có C và bên trái là 1, phải bên phải có 1 vừa đủ. Ở bên trái có 4 hydro mà bên phải có 2, vậy thì các em lấy 4 các em chia cho 2 thì được 2. Sau đó thì các em đếm oxy này. Ở đây có 2 oxy, ở đây có 2 oxy tức là 4 oxy, 4 chia 2 thì được 2. Sau đó là chúng ta thêm nhiệt độ vào đây. Thế chúng ta xong phản ứng của CH4. Bây giờ các em tiếp phản ứng phần B là CH4 cộng với CL2. CH4 cộng với CL2, đây chính là tính chất là phản ứng thế với halogen. Có điều kiện là ánh sáng. Có điều kiện là ánh sáng. Nếu bạn nào ghi đầy đủ vào là ánh sáng khuếch tán, thầy viết tắt là ASKT, có nghĩa là ánh sáng khuếch tán. Thì CH4 có 4 nguyên tử hydro, sẽ có 1 nguyên tử hydro đẩy ra và thế vào bằng 1 nguyên tử clo. Vậy ta được là CH4 có 1 hydro đẩy ra thì còn CH3, 1 clo thế vào thì được là CH3Cl. Cái hydro đẩy ra này kết hợp với 1 cái clo còn lại để thành sản phẩm phụ là HCl. Đấy, chúng ta đã cân bằng xong. Chúng ta xét câu C. Câu C là C2H4 cộng BR2. C2H4 cộng BR2. C2H4 cộng BR2 thì C2H4 chính là ethylene. Chính là ethylene. Các em đã học rồi, ethylene là hợp chất có liên kết đôi. Mà hợp chất có liên kết đôi thì có phản ứng với brom để thành C2H4 BR2. Phản ứng này thực ra xảy ra như sau này. Thầy viết dạng cấu tạo là CH2 liên kết đôi CH2 cộng với BR2. Thì trong hai liên kết này, liên kết đôi là có hai liên kết, một liên kết bền và một liên kết kém bền. Liên kết kém bền sẽ đứt ra và để tiếp nhận thêm mỗi một bên một nguyên tử brom nữa. Vậy ta được là đang là CH2 tiếp nhận thêm một brom là CH2Br. Đang là liên kết đôi đứt một liên kết ra thì còn liên kết đơn thôi. CH2 gắn thêm một brom nữa được là CH2Br. Đây là phản ứng viết ở dạng cấu tạo. Hiện tượng của phản ứng này đó là mất màu vàng. Em biết rằng là khí brom mình có màu vàng, dung dịch brom mình có màu vàng. Thế sau phản ứng thì ta được C24Br2 là không màu. Vì vậy hiện tượng của phản ứng này đó chính là C24 là ethylene làm mất màu vàng của dung dịch brom. Hiện tượng là mất màu vàng. Và đây cũng chính là dấu hiệu để chúng ta nhận biết ra ethylene. Chúng ta xét câu D. Câu D là C2H2 cộng với Br2. Các em biết CH2 chính là hợp chất có liên kết 3 có tên là acetylen. Acetylen. Nếu cộng brom dư thì chúng ta sẽ thu được là C2H2Br4. Chúng ta cân bằng, ở đây có 4 brom. 4 chia 2 thì được 2 vào đây. Ở đây thầy hướng dẫn này, bản chất của nó như sau là CH liên kết 3 CH cộng với Br2.
Liên kết 3 là gì? Liên kết 3 là có 3 liên kết thì trong đó có một liên kết bền và hai liên kết kém bền. Thì hai liên kết kém bền này sẽ đứt ra. Hai liên kết kém bền này sẽ đứt ra. Và mỗi một liên kết kém bền đứt ra thì sẽ có một brom gắn vào. Thế mà ở đây có hai liên kết bền đứt ra thì mỗi một bên sẽ có hai brom gắn vào. Thầy nói lại nhá. Liên kết 3 là gì? Liên kết 3 là gồm có 3 liên kết thành phần. Trong đó thì có một liên kết bền và hai liên kết kém bền. Thì hai liên kết bền đấy, một liên kết bền đấy để làm gì? Để giữ hai nguyên tử carbon này lại với nhau, để hai nguyên tử carbon này không bao giờ rời ra khỏi nhau được. Thế còn lại hai liên kết kém bền là hai liên kết dễ đứt ra trong các phản ứng cộng. Thì mỗi một liên kết kém bền đứt ra thì mỗi một bên carbon này chúng ta gắn thêm một brom. Ở đây có hai liên kết kém bền đứt ra thì sẽ gắn thêm mỗi một bên hai brom. Mỗi bên hai brom, vậy ta viết như sau này. CH gắn thêm hai brom, vậy ta có CHBr2. Liên kết 3 bây giờ chuyển thành liên kết đơn. CHBr2. Đấy. Hiện tượng của phản ứng này cũng là mất màu vàng. Từ đó ta suy ra là ethylene CH4 và acetylene CH2 đều làm mất màu vàng của dung dịch brom. Đều là mất màu như nhau các em ạ. Vì vậy mà chúng ta không thể dùng brom để nhận biết ra C2H4 và C2H2 được. Bây giờ thầy hướng dẫn các em câu 2. Câu 2 như sau. Nêu hiện tượng và giải thích bằng phương trình hóa học khi chúng ta xét phần A, đó là thả một đinh sắt đã đánh sạch vào cốc đựng giấm. Thế thì các em biết rằng là đinh sắt là gì? Đinh sắt chính là Fe. Mà giấm là gì? Giấm chính là CH3COH. Vậy thì hiện tượng là gì? Hiện tượng của chúng ta đó là có khí sủi bọt bay lên. Hiện tượng là có khí bay ra và đinh sắt bị tan dần. Đấy. Thế thì phương trình của chúng ta như sau. Sắt là Fe, thế còn giấm là CH3COOH. Sắt tác dụng với axit, sắt là kim loại đứng trước hydro. Thế còn CH3COH là một axit. Vì vậy mà sắt sẽ đẩy hydro ra khỏi axit để thành muối CH3COO Fe. Nhưng mà các em nhớ rằng là sắt tác dụng với axit bình thường thì sắt sẽ lên hóa trị 2. Thế còn cái nhóm CH3COO hóa trị 1, vậy ta phải có CH3CO tất cả hai lần cộng với H2 bay lên. Các em cân bằng thôi, CH3CO tất cả hai lần thì cho thêm 2 vào đây. Đấy, thế phản ứng là vừa đủ. Chúng ta vừa cân bằng xong. Đấy, chúng ta vừa cân bằng xong. Bây giờ thầy hướng dẫn các em tiếp tục là câu B. Câu B nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt axit cho đến dư. Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH. Nhỏ quỳ tím vào NaOH. Thì các em biết rồi, quỳ tím mà gặp NaOH, NaOH là bazơ thì quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh. Đấy, quỳ tím chuyển sang màu xanh. Thì cái phản ứng này chúng ta không có phương trình hóa học, chúng ta không cần viết. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt axit cho đến dư.
khi nhỏ từ từ, từng giọt axit acetic cho đến dư, từng giọt axit acetic là CH3CO đến dư, thì hiện tượng là gì? Hiện tượng là màu xanh lại dần dần chuyển thành màu tím, sau đó thì màu tím lại dần dần chuyển thành màu đỏ. Thế tại sao màu xanh lại dần dần chuyển thành màu tím? Là vì khi cho axit acetic vào, axit acetic sẽ tác dụng với NaOH để chuyển thành muối cộng nước. Axit tác dụng bazơ thành muối cộng nước CH3COONa cộng với H2O. Vậy thì axit làm bazơ mất đi, chuyển thành muối và nước. Chính vì vậy mà quỳ tím dần dần chuyển từ xanh thành tím. Đấy, hiện tượng là quỳ lại chuyển từ xanh thành tím. Thế nhưng khi axit dư, khi đến khi mà NaOH hết rồi, axit dư thì quỳ tím lại chuyển dần dần sang màu đỏ. Đấy, sau đó lại chuyển sang màu đỏ. Lại chuyển dần sang màu đỏ. Đấy. Đây, chúng ta xét xong câu B. Sau đây chúng ta xét câu C. Câu C như sau: nhỏ từng giọt giấm vào cục đá vôi. Nhỏ từng giọt giấm vào cục đá vôi. Thì hiện tượng là suối bọt. Đấy, cục đá vôi tan dần. Cục đá vôi tan dần và có bọt khí bay ra. Thì chúng ta có phương trình như sau: giấm chính là CH3COOH, đá vôi là CaCO3. Các em biết rằng là đá vôi là muối, muối của axit yếu. CH3COOH là muối của axit mạnh hơn. Axit yếu đây là gì? Axit yếu đây chính là axit H2CO3. Vì vậy mà CH3COH nó sẽ đẩy cái H2CO3 ra. Sau đó H2CO3 là một axit rất là kém bền. H2CO3 nó sẽ phân thủy luôn để thành CO2 và nước. Vậy theo được là CO2 bay lên. Cái CO2 này chính là bọt khí bay ra đấy, tạo thành nước. Và muối ở đây chính là CH3CO, tất cả hai lần Ca. Thì các biết rằng canxi hóa trị 2 mà. Thế còn cái gốc CH3CO này hóa trị 1, vậy chúng ta phải có hai lần. Chúng ta cân bằng đây là 2 ở đây. Đấy, thế là chúng ta xong. Sau đây thầy hướng dẫn các em câu 3. Câu 3 là trình bày phương pháp học nhận biết các chất sau: rượu ethylic, axit acetic, dung dịch glucose. Thầy trình bày bằng sơ đồ nhé. Chúng ta có rượu ethylic là C2H5OH, axit acetic là CH3COOH và glucose là C6H12O6. Sau đây chúng ta thấy rằng là CH5OH là rượu này, C3COOH là axit, thế còn C6H12O6 là glucose thì các biết rồi. Axit thì có khả năng làm quỳ tím đổi sang màu đỏ. Thế còn glucose này có phản ứng tráng gương
Vậy thì đầu tiên chúng ta dùng quỳ tím. Quỳ tím. Thì các em thấy rằng axit chuyển sang màu đỏ. Đấy, màu tím chuyển sang màu đỏ. Thì ta khẳng định rằng chất đó chính là axit acetic CH3COOH. Thế còn là không đổi. Không đổi màu. Đó chính là C2H5OH và glucose C6H12O6. Thế sau đó thì các em cho phản ứng tráng gương cộng với AgNO3 trong NH3. Phản ứng tráng gương là cái tác nhân AgNO3 trong NH3. Thế thì hiện tượng là gì? Có Ag, tức là có một cái lớp bạc sáng như gương bám trên thành ống nghiệm. Có một lớp bạc sáng như gương bám trên thành ống nghiệm thì ta kết luận đó chính là glucose C6H12O6. Thế còn lại là không có hiện tượng, không có hiện tượng. Chính là C2H5OH. Sau đây chúng ta viết phương trình ra. Sau đây chúng ta viết phương trình. Phương trình ở đây chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Quỳ tím thì không cần viết, chỉ viết phương trình phản ứng tráng gương thôi. Phương trình hóa học đó là C6H12O6 cộng với Ag2O thì chúng ta sẽ thu được là Ag hai lần kết tủa cộng với C6H12O7. Đấy, viết đơn giản như vậy thôi. Đây, cái Ag sinh ra này là chính là cái kết tủa tạo ra lớp bạc sáng như gương ấy. Phương trình này có sách giáo khoa rồi, C6H12O6 cộng Ag2O thành Ag 2Ag kết tủa cộng với C6H12O7. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta xét phần B. Đây là câu A. Câu B nhé. Khí CH4 có lẫn tạp chất là khí CO2. Làm thế nào để thu được CH4 tinh khiết? CH4 có lẫn CO2. Đó. Bây giờ chúng ta làm thế nào để thu được CH4 tinh khiết? Thì cái cực kỳ đơn giản thôi. Các em biết rằng là khí CO2 nó bị hấp thụ bởi dung dịch nước vào trong CaOH lần. Vì vậy ta dẫn hỗn hợp khí CH4 lẫn khí CO2 vào trong dung dịch nước vào trong thì khí CO2 bị dung dịch nước vào trong giữ lại. Thế còn CH4 không phản ứng thì sẽ bay ra. Bay ra chúng ta sẽ thu lấy. Đơn giản như vậy thôi. Ta dẫn qua dung dịch nước vôi trong
thì khí CO2 bị giữ lại. Khí bay ra là CH4 nguyên chất. Sau đây thầy viết phương trình. Các em thấy CO2 tác dụng với CaOH lần sẽ tạo thành CaCO3 kết tủa cộng với nước. Thế còn CH4 cộng với CaOH lần này không phản ứng. Đó, chính vì vậy mà ta thấy rằng là khí CH4 nó không phản ứng, nó sẽ bay ra ngoài. Đây thầy lấy thầy viết thế này các em hình dung nhá. Chúng ta có một cái bình. Đấy, bình này đựng dung dịch nước vô trong CaOH tất cả hai lần, có nút như này. Đấy, ta dẫn vào đây một cái ống thủy tinh. Ống thủy tinh này gồm có hai khí, đó là khí CO2 và khí CH4. Đồng thời dẫn vào ống này. Sau đó chúng ta có một cái ống dẫn ra. Thì ống dẫn ra thì các em biết rằng là khí CO2 nó tác dụng với CaOH lần ở trong cái bình này để chuyển thành CaCO3 kết tủa lắng đáy. Đây. Thành kết tủa lắng đáy này. Thế còn khí không phản ứng, em tưởng không phản ứng, nó sẽ bay ra. Bay ra chính là khí CH4. Đấy, ta lại dẫn cái khí CH4 này vào cái bình riêng. Đấy, như vậy thì chúng ta đã thu được khí CH4 nguyên chất từ hỗn hợp mà có lẫn khí CO2. Sau đây thầy dẫn kem câu 4. Câu 4 như sau: đốt cháy 0,6 gram một hợp chất hữu cơ A, người ta thu được 0,88 gram CO2 và 0,36 gram nước. 0,6 gram một hợp chất hữu cơ A đốt cháy bằng oxy thu được 0,88 gram CO2 và 0,36 gram nước. Câu hỏi đặt ra như sau. Câu A đó là: hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A, biết khối lượng mol của A là 60. Công thức phân tử của A, biết M lớn của A bằng 60. Sau đây thầy dẫn em câu này. Các em đặt cho thầy công thức của A là, đặt công thức phân tử của A là, CXHIOZ. Tại sao chúng ta có thể đặt là CXHIOZ?
Bởi vì các em biết rằng nếu A đốt cháy mà ra CO2, vậy chứng tỏ rằng trong A phải có C. Trong A phải có C. Đốt cháy A mà thu được H2O, vậy thì trong chất A phải có H. Vậy tức là CX, HI. Thế nhưng mà chất A này chưa biết là có oxy hay không. Đấy, các em chưa biết được là có oxy hay không. Có thể có và cũng có thể không. Tại sao mà trong CO2 có oxy, trong nước có oxy mà các em không khẳng định được rằng chất A có oxy hay không? Là vì cái oxy ở đây hoặc là oxy ở đây có thể là do từ cái O2 này chui vào các em ạ. Có thể từ cái O2 ở ngoài không khí này. Cái O2 này chính là O2 không khí nhá. Đó. Có thể là do O2 ngoài không khí chui vào. Chính vì vậy mà chúng ta chưa khẳng định được rằng là A có oxy hay không. Vậy các em cũng đặt tổng quát cho thầy. Đặt cũng tổng quát là CX, HI, OZ. Nếu như trong A mà không có oxy thì Z sẽ bằng 0. Thế còn nếu trong A mà có oxy thì Z sẽ là con số khác 0. Đấy, ta làm tổng quát là CX, HI, OZ. Sau đây các em viết phương trình đốt cháy ra. CX, HI, OZ cộng với O2 tạo thành CO2 cộng với nước. Các em biết rồi, đốt cháy một thập chất hữu cơ thì chúng ta sẽ thu được CO2 và nước. Xích, đây là có X này, vậy đây các em thêm X vào đây. Ở đây có Y, vậy các em lấy Y này, các em chia 2, được Y trên 2. Các em cân bằng này, ở đây là có 2X, 2X. Ở đây là có Y trên 2, mà đây có Z rồi. Vậy là có là 2X cộng Y trên 2 trừ Z. Và được bao nhiêu các em chia cho 2 ở đây? 2X cộng Y trên 2 trừ Z. Được bao nhiêu tất cả các em chia 2? Thế lại nhá. Ở đây là có X nhân 2 là 2X oxy này. Ở đây có Y trên 2 nhân 1 là Y trên 2 oxy. Nhưng đây có Z sẵn rồi. Có Z sẵn rồi. Vậy ta phải có là 2X cộng Y trên 2 trừ Z. Được bao nhiêu các em chia 2 ở đây? Đấy. Chúng ta cân bằng xong. Các em viết cách dòng ra nhá. Cách dòng ra các em đừng bao giờ viết liền. Các em tính như thầy, số mol của chất hữu cơ A thì bằng m nhỏ của A trên m lớn của A. Mà m nhỏ của A để cho là 0,6 đây. 0,6 đây. M lớn của A để cho là 60. Đấy, m lớn lại để cho 60. Các em bấm số này ra, 0,6 chia 60 thì bằng 0,01. Sau khi các em tính được số mol là 0,01 đây rồi, thì các em đặt vào đây cho thầy. Đặt vào đây là 0,01. Tương tự như vậy, kèm tính như thầy số mol của cái CO2 từ cái 0,88 gam này. Số mol của CO2 thì bằng m nhỏ trên m lớn, m nhỏ là 0,88. M lớn của CO2 là 44. Kèm bấm số này ra thì kèm chắc chắn sẽ được là 0,02. Sau đó kèm đặt đây thầy 0,02 vào đây. Tiếp tục, kèm tính thầy số mol nước. Số mol nước thì bằng m nhỏ của nước trên m lớn của nó. M nhỏ là 0,36. Chia cho m lớn là 18. Các em bấm số này ra, các em cũng sẽ được 0,02. Sau đó các em đặt cái này 0,02 vào đây. Bây giờ các em sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ lập tỉ số thôi. Chúng ta lập tỉ số như sau. Các em lấy, ở đây là 1 này, ở đây là 1, 0,01, đây là x trên 0,02. Vậy thì ta lấy 1 trên 0,01 bằng x trên 0,02. Ta có lấy hệ số chia số mol bằng hệ số chia số mol. 1 trên 0,01 bằng x trên 0,02. Từ đó các em suy ra, nhân chéo cho thẳng này, x sẽ bằng 0,02 nhân 1 trên 0,01 thì x bằng 2. Tương tự như vậy, 1 trên 0,01 bằng y chia 2 trên 0,02. 1 trên 0,01 bằng y trên 2 chia 0,02. Từ đó các em suy ra là y trên 2 sẽ bằng 0,02 nhân 1 chia 0,01. Tức là y trên 2 bằng 2. Từ đó các em suy ra y bằng 4. Vậy thì chúng ta có công thức của A là A sẽ là C2H4OZ.
Mà m lớn của hợp chất hữu cơ A chính là 12 nhân với 2. Suy ra là m lớn của A bằng 12 nhân 2 cộng với 1, hydro là 1 nhân với 4 cộng với 16 nhân với Z. Và theo đáp bài nó bằng 60. Đấy. Các em thấy rằng theo đáp bài bằng 60 đây. Bằng 60. Vậy thì các em giải ra. Các em dễ dàng các em giải ra. Z sẽ bằng 2. À, 60 trừ 12 nhân 2 trừ đi 4. Tất cả được bao nhiêu các em chia cho 16 thì sẽ tìm ra được Z bằng 2. Các em thử kiểm tra lại xem đúng Z bằng 2 không. Sau đó các em kết luận là công thức phân tử của A là C2H4O2. Sau đây các em xét thầy câu C, câu B. Biết dung dịch A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, hãy viết công thức cấu tạo của A. Câu B. A làm quỳ tím đổi sang màu đỏ, chứng tỏ rằng A phải là axit. A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Suy ra A là axit. Là axit thì các em biết rồi, axit là chất mà có chứa nhóm COOH. Vậy thì C2H4O2 nó chính là axit acetic CH3COOH, có tên là axit acetic. Đây là công thức cấu tạo ở dạng thu gọn. Thế các em muốn viết ở dạng công thức cấu tạo đầy đủ thì viết thẳng ra như này. Đấy. C H H H C O O và H. Đây là công thức đầy đủ. Công thức cấu tạo đầy đủ. Thế còn đây là công thức cấu tạo thu gọn. Nói chung là các em chỉ cần viết công thức cấu tạo thu gọn là được rồi. Thế còn bạn nào muốn đầy đủ hơn thì các em viết cả công thức cấu tạo đầy đủ như này. Vậy thì thầy đã hướng dẫn xong các em toàn bộ đề 5. Thầy hy vọng rằng các em xem thật kỹ. Có chỗ nào mà các em chưa hiểu thì các em tua đi, tua lại. Các em xem thật kỹ, bao giờ bằng hiểu thì thôi. Nếu như mà các em đã tua đi, tua lại rồi mà các em vẫn không hiểu thì các em làm gì? Các em hãy comment ở phía dưới. Comment ở phía dưới, các em đặt câu hỏi cho thầy. Đấy, tất cả các câu hỏi của các em chỉ cần comment ở phía dưới, đặt câu hỏi cho thầy. Nếu câu hỏi nó dài thì các em viết ra giấy, các em chụp lại xong các em đăng lên. Còn câu hỏi ngắn thì các em có thể dùng bàn phím các em đánh sẽ nhanh. Tất cả câu hỏi của các em thầy sẽ giải đáp tận tình, đầy đủ, chu đáo và kịp thời. Thế còn khi mà câu hỏi nó dài thì thầy sẽ làm video clip như thế này, thầy giải thích cho các em thật cặn kẽ. Thế còn nếu như mà câu hỏi nó đơn giản thì thầy trả lời luôn bằng cách comment trực tiếp. Thầy hy vọng rằng các em học tập thật nhiệt tình để các em đạt được kết quả cao nhất. Thầy chúc các em thành công.